Một pha dứt điểm ở cự ly khá gần nhưng góc sút là hơi hẹp, và Tuấn Mạnh đã kịp thời khám phá cơ hội cho các cầu thủ RB Đà Nẵng. Liệu có bàn thắng hay không? 3-1 rồi, 3-1 cho RB Đà Nẵng, và người lập công là Hà Đức Chinh. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu trên sân Hòa Xuân đã bắt đầu. Thủ trưởng của Văn Long, Đình Hoàng, căng ngang dứt điểm, và như vậy là bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ RB Đà Nẵng. Pha ghi bàn của Tanda ở phút thứ 12 của trận đấu, ngay ở cơ hội đầu tiên có được về phía cầu môn của Sơn Hoàng thì các cầu thủ RB Đà Nẵng đã thành công. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của Tanda. Một pha bóng mà đã có tới hai cầu thủ của RB Đà Nẵng băng vào dứt điểm cận thành. Chuyển vào trong của đội trưởng bên phía Thanh Hóa lại không chuẩn xác. Và bây giờ là pha chuyền bóng dài của các cầu thủ Đà Nẵng. Akinade, Akinade dứt điểm. Hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã chơi rất sơ sẩy trong một tình huống mà tưởng chừng như sự nguy hiểm đã trôi qua. Hai cầu thủ của Thanh Hóa đó là số 32 Ngọc Nam và số 17 Hoàng Thái Bình lại phối hợp với nhau không ăn ý và để Akinade lấy được bóng ngay ở khu vực 5m50. Lại là Hoàng Vũ Samson và đường chuyền cho Gassisu. Một pha bắt vô lê, anh đã chạm được vào bóng nhưng Gassisu không thể có được một pha dứt điểm chuẩn xác về phía cầu môn của Tuấn Mạnh. Chúng ta vừa xem lại đường chuyền của Hoàng Vũ Samson từ bên phía cánh phải, và Gassisu trong vòng cấm địa bay người để dứt điểm bóng sống. Thái Bình, Hoàng Vũ Samson lại thêm một cú dứt điểm quá nhẹ của Hoàng Vũ Samson về phía cầu môn của Tuấn Mạnh. Đó là cú sút thứ hai của anh sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Để dứt điểm, bóng đi rất căng. Đáng tiếc là ở cú sút vừa rồi thì bóng lại đi chệch cột dọc khung thành. Một tình huống mà lẽ ra các cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã có thể gia tăng được cách biệt. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi mà đội chủ nhà RB Đà Nẵng đã tạo ra về phía cầu môn của Xuân Hoàng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi để Phi Hoàng có thể ghi tên mình lên bảng điện tử. Hai trận cầu tâm điểm của lượt đấu này đều đang có rất nhiều bàn thắng được ghi. Quảng Nam đã dẫn Hải Phòng tới 3-0 chỉ sau có 24 phút thi đấu. Còn vào lúc này trên sân Bình tỷ số đang là 1-1. Balik rất nguy hiểm. Vừa rồi thì Tuấn Mạnh đã phải trổ tài để cứu một bàn thua trông thấy cho các cầu thủ chủ nhà. Một cú ra chân và bóng đã đi rất hiểm. Cú sút chân trái của Balik đã đưa bóng về phía góc cao khung thành. Nhưng đây là tình huống mà Tuấn